Xin chào anh chị đã quay lại với kênh Thức Bất Động Sản Miền Tây. Thì hôm nay em đang có mặt tại là ấp Hòa Ninh, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Rất gần là thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Thì giới thiệu cho anh chị một mảnh đất ha, mặt tiền đường nhựa ha, rất là vuông vức nè. Mặt tiền cũng rất là rộng luôn. Tổng của mảnh đất này là 1.855 mét vuông. Đất cây lâu năm nha. Và giá bán là 4 tỷ vẫn còn thương lượng nha anh chị. À, thì đầu tiên em đất mà ra là ba mặt tiền nha anh chị. Cái hướng này nè, cái hướng này chúng ta đi khoảng là 500 mét thôi là tới là thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. À, đi qua cái hướng là được cầu Hộ Tài nha. Ở đây chúng ta gọi là đường này, người dân gọi là đường cầu Hộ Tài. À, trên giấy tờ gọi là đường huyện 30B. Thì chúng ta đi 500 mét thôi là tới là cầu Hộ Tài. Đó là trung tâm thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đó có là ủy ban nhân dân, à, trường học, bệnh viện đầy đủ luôn nha anh chị. Thì cái mảnh đất chúng ta là ba mặt tiền, hướng này vô trong cũng còn là rất là nhiều nhà ha. Mặt tiền đường nhựa chúng ta đây, từ đây đi đẳng luôn là 55 mét ha. Còn mặt tiền trong phía sau là vô trọng tới cái bờ dừa trọng ha, là 33 mét. Bên kia cũng là cạnh 33 mét luôn. Đất chúng ta vuông vức nha anh chị. Thì đất chúng ta là quay về hướng bắc nha, hướng này là hướng bắc nè. Hướng này thì chúng ta đi về là khoảng là 2 km là tới là chợ Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì đất thấp hơn mặt đường chắc khoảng là gần 2 m nha anh chị. Quý anh chị có thể mua và san lấp lại nha. Đây mặt tiền tận là 55 mét nha chị, từ đẳng cái gốc qua mặt tiền đường hẹp đi vô thì đẳng là 55 mét luôn đó. Mỗi cạnh bên kia vô là 33 mét. Thì hiện tại là đất chúng ta là đang trồng rau muống ha. Nếu quý anh chị mua xây nhà vườn hoặc là mua chi nhỏ 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 ra bán lại cũng được nha anh chị. Đất này là phù hợp với thổ cư nha. Hiện tại chúng ta là 1.855 mét vuông. À, đất cây lâu năm nha, phù hợp trên thổ cư cho anh chị. Hoặc là mua xây nhà kho ở đây cũng được nha. Mặt tiền rất là rộng nè. Rồi thì em xin tóm gọn ha. Đất chúng ta là tổng cộng trên diện tích giấy tờ ha, 1.855 mét vuông từ cái mặt tiền bên mấy đường đan ha. Qua đây mặt tiền nhựa nắng nè. 55 mét mỗi cạnh vô hai bên. Bên đây luôn là mỗi cạnh là 33 mét nha. Đất này là phù hợp với thổ cư nha anh chị. Và giá chủ đã kêu bán là 4 tỷ vẫn còn thương lượng nha. Đất chúng ta quay về hướng bắc nha anh chị. Giá này thì bao hồ sơ thuế phí giấy tờ hết cho mình nha. Và quý anh chị nào có quan tâm đến cái mảnh đất này, vui lòng liên hệ em Thức Bất Động Sản Miền Tây để cùng đi xem đất, gặp trực tiếp chủ để thương lượng về giá cả nha anh chị. Và cuối cùng ha, xin hẹn gặp lại những video tiếp theo của Thức Bất Động Sản Miền Tây nhé. Xin kính chào. Xem thêm nhiều tại website nhà đất đẹp tiền giang.com.